đóng cửa mỏ sắt cung cấp cho nhà máy hơn 150 tỷ đồng bị khai tử. Ngày 9 tháng 8, thông tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết, đơn vị này vừa có quyết định đóng cửa mỏ sắt tại xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang, nơi cung cấp nguồn nguyên liệu cho nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang được đầu tư hơn 150 tỷ đồng bị chết hơn 11 năm nay. Mục đích đóng cửa mỏ nhằm quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác và giao cho địa phương để quản lý theo quy định về pháp luật đất đai và pháp luật khác có liên quan, phục hồi môi trường khu vực đã khai thác. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu công ty cổ phần gang thép Hà Tinh có trách nhiệm báo cáo với các cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện thủ tục bàn giao đối với khu vực có diện tích 30 ha để địa phương quản lý theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan. Ủy ban Nhân dân huyện Vũ Quang, Ủy ban Nhân dân xã Sơn Thọ trong phạm vi, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại khu vực mỏ nêu trên. Như dân trí đã từng phản ánh, năm 2008 nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang, công ty quặng sắt Vũ Quang do công ty TNSSMTV sắt Vũ Quang thuộc công ty cổ phần gang thép Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Công ty quặng sắt Vũ Quang được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt trên tổng diện tích 19 ha, mức đầu tư 158 tỷ đồng, tọa lạc tại xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh. Theo thiết kế ban đầu, khi hoạt động chính thức, nhà máy này sẽ có công suất 500.000 tấn quặng sắt trên năm. Dự án này từng được kỳ vọng sẽ giải quyết công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động tại địa phương, góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của huyện Vũ Quang nói riêng và tỉnh Hà Tĩnh nói chung. Tuy nhiên, sau hơn 9 năm, kể từ ngày giấy phép khai thác khoáng sản có hiệu lực, công ty cổ phần gang thép Hà Tĩnh không thực hiện đầu tư khai thác khoáng sản mà không có lý do bất khả kháng, không nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định. Dự án không hoạt động, trong khi đất sản xuất của nhiều hộ dân tại xóm 3 bị thu hồi gần hết khiến cuộc sống của họ bị xáo trộn hoàn toàn. Trước thực trạng này, năm 2017 Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định thu hồi đất và chấm dứt hiệu lực giấy phép khai thác khoáng sản sắt đã cấp cho công ty cổ phần gang thép Hà Tĩnh tại xã Sơn Thọ, huyện Vũ Quang. Đến nay, nhà máy tuyển quặng sắt Vũ Quang đang tồn đọng khoảng 8 vạn tấn quặng thô, quặng thành phẩm. Xuân Sinh, bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh để nhận được nhiều thông tin mới nhất.